bát gần loại này là nó rất tanh. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh 35 Vlog của anh em mình nhé. Hôm nay đi đâu mà sắn quần quá vậy? Vừa đi ra ngoài ao mà. Xin chào mọi người nhá. Hay định làm cái gì đấy? Nay ra đuổi con gà thì đang định làm món gà là gì? Cá hấp đi. Gà hấp à? Gà hấp với cái gì được? Gà hấp với cái gì đấy thì cứ gà. Làm đi, hấp cái gì hấp. Gà hấp rượu đi. Hấp rượu. Thế ai gấp bao giờ chưa, nay có món gà hấp rượu. Chưa. Vừa đuổi con gà. Đây là gà, đây gà mình nuôi đi. Gà đồi đấy. Chuột lấy vòng lẫn đâu rồi. Cắt xong thả ra nó chạy quanh sân thì buồn cười lắm. Vài tiếng về. Chạy vài tiếng về, tao mái vài tiếng về mới chết. Em cắt chặt con gì sống. Dê cho bò thì cũng cắt, chứ còn những cái loại này chẳng thấy con gì sống. Bà ngoại nhà em mà cắt ra cổ nó lặt dân bên, dính tí ra vẫn cứ sống vậy. Cười. Này gia vị hấp gà có cái gì đây kìa? Ớt à, tỏi hay gừng à? Muối à? Gà chắc thịt nè. Gà nhà nuôi lấy. Gà có bán không? Không. Ăn là chả kịp không có bán. Ăn là không đủ. Chủ nhà ấy lắm, tính toán cả cho ra ăn để tí ăn
để tí ăn ít cơm đi. Hôm nay mình hấp gà này thì cần gia vị nhỉ? Gồm có gừng, tỏi, sả, ớt, muối, mì chính, mít đường. Cho thêm một cốc rượu nữa. Cốc rượu vào hấp xong thì ăn gà cho say. Đây mình cho gà chín nha. Dẻo rất xong. Ra được hết rồi. Mình sợ anh mình một chân thêm một ít. Thơm nhỉ. Mình rượu nhưng bây giờ kiểm tra gà xem đã chín chưa nhỉ cháu nhỉ? Chín rồi. Gà này cháu tí mình để xé thôi nhỉ, chắc không chẳng luôn. Chắc không được. Thật ra mình mang lên nhà ăn nha. Nóng quá. Cứ bình tĩnh. Cầm nóng. Nóng chứ mới lấy lên không nóng. Thơm nhỉ. Thơm lúc nào. Sao hôm nay mình làm cái gì nó cũng thơm. Cứ cắt ra cho nó nguội đã xong rồi xe. Quá dữ nhỉ. Mà ăn cánh không? Không. Cho cô ngát vất vả này. Mà ăn gì? Ăn đồ nhỉ? Làm phát đồ. Đấy không. Về làm gì? Ai thích ăn cái này? Nhà có ai thích ăn chè chân không? Có chồng bà không? Có biết cái trắng lên được không? Ấy của nó. Đấy. Sao không ăn đủ? À đây, quả đấy quả gì biết quả gì được mà. Cần. Em mời mọi người nhá, ăn cùng em nhá. Đây gà đây ngon đấy, gà hấp. Này cháu nấu, cháu nó hấp cho mà ăn, cũng ăn thử cho ngon không?
con thì cái gửi cho ngọt nhờ. Ngon lắm. Đúng. Thơm ngon. Vâng, cá không ăn rồi, vợ đổ hết đi rồi, còn này cái đứng mình nướng cái dã như con lươn, con lươn rồi. Mời mọi người nha. Này trên chất lượng này. Gà này là cứ sáng mình thả ra thì cho ra đường là mình đuổi nó, mình chạy theo luôn. Đuổi nó to. Gà trên đường. Vâng, nha. Gà này nó leo đồi leo núi mà ăn thường. Chất lượng. Đó phải là gà nuôi nhốt đâu. Mình lên địa bàn nó rộng. Cái công chị nó không ăn cơm. Tại hiện tại nhưng mà người ta sẽ là thích ăn kiểu nguyên thủy thôi. Ấy đi gỡ đi em, đùa ăn gỡ lại từ vậy. Anh đang thấy chú điện chú tư. Cái chú điện sao? Có gì làm sao? Đổ cho anh được. Để bác Huy bác vài mấy cái đầu chéo luôn. Và đây chú bỏ giờ cũng trình tụ. Cái này đúng ra mà mấy nhân ấy nhỉ, anh em mình ra bãi cỏ nướng thì khô rồi. Không nào nhá, không nào được. Bãi cỏ nướng. Không nào đi ngắt nhá, mình lấy làm nhá. Nhá. Không nào cũng đưa ra giữa cánh đồng vượn. Dạ, ba sẽ làm ăn món gà luôn. Dạ, ăn cái lợn vợ. Đưa thôi đấy. Nào cháu được nghỉ ngơi. Cháu cần có ngày nào được nghỉ không? Năm. Chị Nga. Năm à? Năm thì buổi chiều á? Hả? Thứ năm cháu được nghỉ buổi chiều á? Tuần này cháu không biết có học nữa. Nhưng mà trong tuần thì mọi khi ấy, có thứ nào được nghỉ buổi chiều không? Không, trước cả tuần nhưng mà được nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không? Thứ bảy thì cháu vẫn đi học một ngày buổi chiều. Cho năm nay đã học nghề cuối cấp đã học không? Học lý thuyết. Chia được 5 phút trên gà. Gà này người ăn còn. Đổi cho nóng đúng không? Cái nào bảy kia nó lớn lên nhỉ? Cứ mỗi người làm con thì sao ai nói? Anh gửi gà mố nhỉ? Nướng các thứ mà. Mà mỗi làm cái gà giống đỏ vàng. Nguyên nhạc cám thì nó ăn không là nhiều hàng. Nào về vợ hôm qua về nhà thì có lắm 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 về nói chung là anh em mình từ đường đến tiệm thu nhà nó phải có tổng giám đốc qua giám đốc có trên dưới mình xin được dừng video tại đây. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho bọn mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn.